Alo chú Sáu hả? Dạ em nghe chị ơi. Ừ, thì hôm bữa ổng say mềm ổng về á, thì tôi có chửi ổng vài tiếng rồi hả, ổng cũng hả nó chửi tôi vài tiếng rồi ổng đi miết tới giờ ổng không về luôn à. Chú Sáu có thấy ổng ở đâu không? Em không thấy ông chị ơi. Có gì á em gọi xuống dưới ông Tạo thử coi. Chú Sáu gọi xuống giùm nha, chứ ổng không có đi đâu hết á. Tôi hả, tôi tin hả là ổng xuống dưới, ổng nhậu mà ổng ở dưới á, cho nên hả chú Sáu gọi giùm nha. Mà chị có gọi xuống dưới chưa? Chưa, mà tôi nói thiệt hả, tôi mà gọi xuống á, ông Tạo ông cũng giấu hả, ông có nói cho tôi biết đâu. Mà hả, chú gọi xuống dưới mà chú nhắn được với anh hai của chú á, là nói với ổng hả là có nhậu nhẹt gì hả cũng phải về hả phụ vợ phụ con chứ. Chứ đâu mà hả để tôi hả lớp bán hàng lớp chở hàng chịu sao mà nổi. Còn không hả muốn đi luôn á thì nói với tôi một tiếng, tôi hả tôi bỏ hết luôn á, mẹ con tôi ra đường á hả cọc vé số hay đi ăn xin á cũng nuôi được bản thân á. Thôi thôi thôi, có gì bình tĩnh là chị. Để em gọi xuống dưới coi sao. Chắc gì ông ở dưới. Ông muốn xuống đó cũng mang theo vài bộ đồ chứ. Trời ơi, ổng xuống dưới á chứ không có đi đâu á, tôi nói thiệt cái ổng ổng không bao giờ đi đâu mà 2-3 ngày như vậy á, cho Thôi nên thôi á chú thôi, để gọi giùm em check nha. hàng cho bà vợ. Bà bán rồi chị em bắt xe xuống dưới đó tìm ổng thử coi. Thôi chú gọi giùm nha, có gì báo tin cho chị biết nha. Dạ, chị cũng đi quanh sớm tìm thêm một lần nữa coi. Rồi được rồi, cảm ơn nha. Rồi chị cúp máy á. Dạ. Chú Tư, chú Tư, chú Tư ơi, chú Tư, chú Tư ơi, Giết rồi. qua này á chú có ra ruộng không? Con qua bên nhà cũng có thấy chú Tư nữa. Thì bữa giờ chở ông ba ông đi khám ở trên xã rồi sẵn thăm con Út luôn. Hèn chi á mà con qua nhà cũng không có thấy hai cha con nữa. Nhưng mà mày đi với chồng mày chưa? Dạ chưa chú, bữa ổng say mềm ổng về á rồi con chửi ổng vài tiếng xong cái ổng xách đèn ổng đi xoay ớt gì á, tới nay ổng chưa về nữa. Chắc nói gì đâu á, vài bữa nó về chứ gì. Dạ cũng mong là vậy chứ hả, con điện thoại nhiều nơi lắm rồi mà con cũng tìm quá trời rồi cũng không có. Con cũng không biết đi đâu nữa, bữa đó thì say xỉn nữa không biết rồi ra sông ra suối có bị gì không á chú. Thôi đi, đừng có đón già đón non nữa, cứ lo buôn bán. Nay mai thằng Bình nó về bây giờ. Dạ vậy anh Đức với chú Tư á mà thấy ảnh nó đâu á nhắn về một con nha chú, chứ ai đời mà vợ chồng hả gây nhau có mấy tiếng à mà ảnh đi từ bữa đến giờ luôn á. Ừ, tao gặp tao gọi nó về. Dạ cảm ơn chú Tư. Chị Liên ơi, hả? chị Liên ơi, đi ra bờ sông liền đi, người ta vớt được cái xác nhìn giống anh Bình lắm. Ra liền đi chị Liên ơi. Chú. Con ơi, con ra đầu thú đi, xem mọi người ai cũng biết hết trơn á. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tư và bị cáo Nguyễn Văn Đức là vô cùng nguy hiểm. Sau khi gây ra cái chết cho bị hại Lý Thanh Bình, cả hai bị cáo không khai nhận mà còn giấu đi chứng cứ, gây cản trở cho lực lượng điều tra. Với những hành vi này, viện kiểm sát mong hội đồng xét xử xem xét và xử phạt các bị cáo thật là nghiêm minh. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Văn Đức, bị cáo hãy tường thuật rõ lại sự việc. Thưa hội đồng xét xử, do vườn rau củ của chúng tôi có rất nhiều chuột nên chúng tôi cố tình gian bẫy để giết chết chúng. Tối hôm đó, sau khi đi ăn dỗ về thì tôi ra thăm bẫy.
Bình, anh Bình. Alo, ba hả? Ba ơi, ba lên liền đi ba. Ngoài này có chuyện rồi ba ơi. Ba lên liền giùm con cái. Và sau đó hai cha con tôi lôi xác đem ra sông quăng xuống. Tôi biết mà, trời cao có mắt, là mắt sẽ bị quả báo thôi. Thưa đồng xét xử, mọi việc là do tôi mà ra, do tôi ngủ quên không canh vườn rau củ nên anh Bình ảnh mới đi vào rồi bị điện giật chết. Còn hành động quan sát anh Bình xuống sông để phi tang chứng cứ cũng là do tôi. Ba tôi cũng vì sợ tôi mang tội nên mới giúp tôi. Xin hội đồng xét xử thương tình mà tha lỗi cho ba tôi. Các bị cáo vốn biết dùng điện với công suất lớn để giăng bẫy là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý dùng để dẫn tới tình trạng chết người như vậy. Hành vi của các bị cáo là quá chủ quan, coi thường tính mạng mọi người và coi thường cả tính mạng của chính mình. Tuy cái chết của bị hại là ngoài ý muốn của các bị cáo, nhưng các bị cáo đã gián tiếp gây ra cái chết cho bị hại. Các bị cáo cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình gây ra. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy bị cáo xâm phạm đến tính mạng của bị hại. Thêm vào đó, việc sử dụng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người cũng là tình tiết tăng nặng, cần phải trừng trị nghiêm minh. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt hành vi gây chết người của bị cáo Nguyễn Văn Đức là 8 năm tù và hành vi che giấu tội phạm của bị cáo Nguyễn Văn Tư là 2 năm tù. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời người đại diện hợp pháp của bị hại Lý Thanh Bình, bà Lê Thị Liên đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo thật là quá dã man, giết chết chồng tôi còn vứt xác dưới sông nữa. Chồng tôi là trụ cột chính, là thu nhập chính trong gia đình. Bây giờ ông ấy đã mất rồi, mẹ con tôi phải biết sống làm sao. Xin hội đồng xét xử hãy xét nghiêm minh để lấy lại công bằng cho chồng tôi. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của hai bị cáo Nguyễn Văn Tư và Nguyễn Văn Đức, bà Trần Thị Hoa đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho các bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, hai cha con ông ấy không có cố tình giết chết Bình đâu. Mọi chuyện trời xui đất khiến làm sao, khiến cho ông Bình nó đi vào trong đó rồi bị điện giật chết. Gia đình tôi chỉ muốn bẫy chuột thôi, nên dây điện các cái đều giăng ở trong vườn rất là kỹ càng an toàn, không có giăng bậy bạ ở ngoài. Chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho chồng và con tôi.
Nếu các bị cáo giăng bẫy điện một cách an toàn thì không gây ra chết người. Nếu như anh Bình không đi vào đó thì cũng có người khác đi vào đó. Rất có thể cái chết sẽ xảy ra trên chính người thân của các bị cáo hoặc chính các bị cáo. Hành vi này hội đồng xét xử sẽ đặc biệt xem xét. Bị cáo Trần Văn Tư, bị cáo Trần Văn Đức, hai bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, tất cả lỗi lầm là do tôi mà ra. Tôi xin chịu nhận hết tội. Nhưng mà ba tôi, ông già yếu rồi, xin hội đồng xét xử xem xét. Tôi sợ ông không đủ sức để chịu án tù. Thưa hội đồng xét xử, giờ bị cáo không biết nói gì hơn, chỉ mong xin một lời xin lỗi gửi cho người nhà bị hại và mong người nhà bớt đau buồn hơn. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao các bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Tư là vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra nguy hại cho nhiều người. Nhưng xét thấy bị cáo đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo, áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức 8 năm tù về tội giết người. Và áp dụng điều 313 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tư 2 năm tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. Các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho các con bị hại 150 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Bẫy chuột bằng điện là hành vi trái pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Nhưng khi xảy ra án mạng chết người trong trường hợp dùng bẫy điện diệt chuột, thì bị can sẽ chịu các hình phạt theo luật hình sự. Tuy không cố ý, nhưng tội danh vẫn là tội giết người. Đã đến lúc cần một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tai nạn điện trong việc dùng điện không đúng mục đích gây chết người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người nông dân để những sự việc đáng tiếc xảy ra với hai gia đình ông Bình và... Ủa, kiếm ai vậy? Sáng rồi sáng. Dạ, anh đợi em chút. Anh hai, ăn chén cơm nha. Ủa, sao nói làm mấy miếng mồi nhậu giờ làm cơm? Thì em cũng tính làm 2-3 món anh em mình nhậu. Nhưng mà vợ em nói á, là anh hai qua cũng phải có cơm nước đàng hoàng. Với lại chủ yếu anh em mình ngồi với nhau mà. Rồi, cũng được. Vậy chú uống với anh mấy ly nha. Dạ. Chú uống với cái đi. Dạ rồi, thôi em mời anh hai. Rồi. Dạ. Ăn cơm đi anh hai, rượu từ từ uống cũng được. Tôi đâu phải là khách. Không lẽ chú nghĩ là tôi ở tù không được ăn cơm? Đâu có, em đâu có ý đó đâu, anh hai đừng nghĩ vậy mà. Thật sự là vợ chồng chú không có nghĩ vậy không? Nhưng nếu vợ chú rồi mấy đứa nhỏ đâu sao không ra đây ăn cơm với tôi?
Trời ơi, khổ anh hai ghê vậy đó. Có muốn ăn với anh hai bữa cơm ngon cũng khó nữa. Hôm qua đó mẹ vợ em bệnh, cho nên vợ em sáng nay phải chạy về bệnh, rồi mấy đứa nhỏ nhớ bà ngoại, cho nên cũng đi theo hết trơn rồi. Anh đi ăn. Cái lý do đó của chú á, xưa lắm rồi. Chứ không phải là vợ chồng chú á, nghĩ mấy thằng tù tội gì nghiện ngập như tôi, như mấy đứa khác thôi. Trời ơi anh hai ơi, em không có ý như vậy đâu. Dù sao mình cũng là anh em, mình là gia đình mà. Với lại thôi nói thẳng luôn, hôm nay mà anh hai qua đây chơi á, em có mục đích á, là muốn anh hai dọn qua ở chung với vợ chồng em. Thôi khỏi, tôi đã nói là không bao giờ. Anh hai, anh nghe em nói một lần được không? Em biết á là anh ngại làm phiền vợ chồng em, nhưng mà thật sự là không có phiền gì hết trơn á. Rồi em cũng cho người sửa lại cái phòng phía sau rồi, có chìa khóa riêng luôn. Anh hai vô đó ở đi, rồi anh hai muốn đi muốn về lúc nào cũng được hết trơn á nha. Chứ anh hai không nghĩ cho anh hai á thì cũng nghĩ với vợ chồng em. Chứ vợ nhà chồng nhà em á ở nhà như vậy á, mà để anh hai ở nhà trọ coi sao được. Nói vậy đi, đúng không? Tôi là anh chú mà, tôi biết chú á là cái thằng chết vì sĩ diện. Ê, chú lấy lý do này lý do nọ nói ra, chú sợ là mang tiếng là bạc bẽo với anh mình. Không, không có, em không có ý như vậy đâu anh hai ơi. Thiệt tình, anh hiểu sai ý em rồi. Hiểu sai ý mày. Thôi được rồi, mày muốn giúp anh đúng không? Dạ, anh hai chịu dọn về đây hả? Không, không bao giờ tao về nhà này. Nhưng mà bây giờ mày muốn giúp anh mày. Dạ. Thì mày cho anh 30 triệu đi. 30 triệu? 30 triệu để làm gì anh hai? Thì mày cho anh 30 triệu, anh lấy cái đó anh làm vốn, anh tự xoay sở sinh sống, không phải ăn bám vô chú nữa. À, chú cũng được tiếng là giúp đỡ anh mình, không có bạc bẽo tàn tệ với anh mình, đúng không? Nhưng mà tiền đâu ra em cho anh hai vợ? Hồi trước bà già cho mày miếng đất này nè, bây giờ mày bán cũng hơn tỷ chứ bộ. Cái gì? Đất này á là má cho mỗi anh em mình mỗi người một miếng, rồi anh lấy anh bán đi hết, rồi anh đổ vô hết ma túy, rồi bây giờ anh kêu em bán miếng đất là đưa tiền cho anh nữa là sao? Vậy mới lộ mặt mày ra nha. Là nãy giờ mày xạo với tao thôi, mày giả vờ tử tế với anh mày thôi, mày nói giúp đỡ anh gì? Cái mặt mày sĩ diện, sĩ diện với người xung quanh nè. Mày sợ mang tiếng bạc bẽo với anh mày nè. Cơm nước cái gì? Thôi dẹp mày đi. Cái thằng mày á nè, tao nói cho mày nghe nè, tao anh mày mà, tao biết mày từ nhỏ đến lớn, đừng có mà xạo xạo với tao, biết chưa? Ui. Cái gì? Đất này á là má cho anh em mình mỗi người một miếng, rồi anh lấy anh bán đi hết, rồi anh đổ vô hết ma túy, rồi bây giờ anh kêu em bán miếng đất là đưa tiền cho anh nữa là sao? Không cho tặng, rao tử tiền.
ba má ơi, trộm. Ủa kìa, Bữa La. Trộm. Tận dọn dẹp không à? Bữa La. Trộm. Mày la tao đông rồi nữa. Làm gì vậy? Ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Máu. Tiên ơi, giết người, Tiên ơi, Tiên. Trời ơi, Bữa La. Bị cáo Vũ Hoàng Thông, bị cáo vừa chấp hành xong bản án 7 năm tù giam về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Sau khi được trả về địa phương, bị cáo vẫn không hoàn lương mà lại đi trộm cắp rồi xuống tay giết chết hai mạng người và làm bị thương hai người khác. Là sao? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo về nhưng không có nhà cửa, vì muốn kiếm tiền chi tiêu nên bị cáo mới có ý định đi trộm tài sản, chứ bị cáo không có ý định giết người hay là làm bị thương ai hết. Đề nghị bị cáo Thông khai rõ về hoàn cảnh lúc xảy ra sự việc. Vì sao chỉ định đi trộm cắp tài sản mà lại dẫn tới việc là giết người, dùng dao tấn công người khác? Thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo đã trộm được một ít tài sản, đang lúc định đi trộm tiếp thì bị người phát hiện và chi hô, rồi các thành viên trong gia đình bao vây, hò hét và đuổi đánh, nên bị cáo mới phải dùng dao chống trả. Lúc đó bị cáo nghĩ không còn đường thoát thân nên mới làm như vậy. Bị cáo là chỉ có ý định đi trộm tài sản, kiếm tiền để hút ma túy, chứ cũng không có dám giết người. Từ trước đến giờ bị cáo chưa từng làm bị thương hay ảnh hưởng đến ai. Bây giờ bị cáo cũng rất là hối hận về những việc mình đã gây ra. Đáng lý ra khi bị cáo được trả tự do thì bị cáo nên nghĩ tới việc tự nguyện cai nghiện để tái hòa nhập cộng đồng, xin việc làm để kiếm tiền chính đáng, chứ không phải tiếp tục để ma túy đưa đường dẫn lối bị cáo hành động như ngày hôm nay. Dù bị cáo có tự biện minh cho mình là không cố ý giết người, nhưng hành động của bị cáo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Hoàng Thông đối với các bị hại Huỳnh Văn Phát, Huỳnh Văn Hoàng, Huỳnh Văn Tiến và Trần Thị Hương là hết sức dã man và mang tính chất côn đồ. Sau khi giết chết hai người và làm bị thương hai người, bị cáo không chủ động đầu thú mà lẩn trốn pháp luật, phi tang hung khí nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, chứng tỏ không biết ăn năn hối cải. Việc bị cáo từng có tiền án tiền sự, nhưng khi được trả tự do về địa phương thì vẫn tiếp tục tái phạm, thể hiện việc bị cáo không thể sửa đổi và cần loại vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Do đó, viện kiểm sát đề nghị tuyên án bị cáo Vũ Hoàng Thông tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện bị hại bà Trần Thị Hương đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Trước khi xảy ra sự việc, bà và gia đình có từng quen biết với bị cáo Vũ Hoàng Thông hay không? Thưa hội đồng xét xử, gia đình tôi không hề quen biết với lại bị cáo. Nhưng chồng con tôi á, từng thấy bị cáo á, lảng vảng ở gần nhà. Cứ nghĩ á, là bị cáo á, đi tìm đường hoặc tìm nhà, nên không có để ý tới. Ai ngờ đâu, hắn thực ra là người đang dọ đường tới mục đích trộm cắp và giết người. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Vũ Hoàng Thông hay không? Chồng con tôi thì cũng đã mất rồi, bao nhiêu tiền của thì cũng không có cứu lại được. Bây giờ tôi mà đòi bồi thường thì gia đình bị cáo lấy đâu mà trả. Tôi chỉ mong hội đồng xét xử phân nên tiền của mạc mức án tử hình
giết người thì phải đền tội. Có như vậy thì chồng con tôi mới được yên lòng. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, ông Vũ Hoàng Sáng, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Vũ Hoàng Thông hay không? Thưa hội đồng xét xử, ba má mất sớm, hai anh em tôi á phải tự bươn chải kiếm sống mà thiếu đi tình yêu thương và giáo dục của ba má. Anh hai tôi á là phải ra đời tự lập từ sớm, rồi sa ngã con đường nghiện ngập, rồi phạm tội. Tôi cũng đã nhiều lần tìm cách giúp đỡ ảnh, nhưng mà ảnh không chấp nhận. Tôi cũng không dám xin tội cho ảnh, chỉ mong hội đồng xét xử khoan hồng, xem xét. Bởi vì tôi cũng chỉ còn ảnh là người thân duy nhất mà thôi. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Vũ Hoàng Thông, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo không dám xin được tha thứ, chỉ mong nếu như bị tử hình thì sau khi thi hành án xin được hiến xác cho khoa học, xem như rửa phần nào tội lỗi mà bị cáo đã gây ra. Hội đồng xét xử sẽ ghi nhận nguyện vọng của bị cáo và xem xét. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên đi tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Hoàng Thông đối với các bị hại là Quỳnh Văn Phát, Quỳnh Văn Hoàng, Quỳnh Văn Tiến và Trần Thị Hương là vô cùng dã man, mất hết nhân tính. Hành vi của bị cáo đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, và sau khi gây án xong, bị cáo đã không tự ra đầu thú để thể hiện sự ăn năn hối cải. Việc bị cáo đã có tiền án tiền sự nhưng lại tái phạm và không có dấu hiệu sửa đổi, chứng tỏ bản thân bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần loại vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để phòng ngừa và răn đe. Áp dụng điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thông tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội giết người, cướp tài sản là tử hình. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Đã phạm tội thì buộc phải trả giá, và cái giá phải trả có khi là rất đắt. Dường như bị cáo trong phiên tòa ngày hôm nay đã không thể nhận thức được điều này, để rồi liên tục tái phạm, và hôm nay nhận về cho mình bản án tử hình. Rõ ràng bị cáo đã có quá nhiều cơ hội để hoàn lương, thế nhưng thay vì cố gắng cai nghiện, tìm công ăn việc làm để tái hòa nhập xã hội, thì anh ta lại tiếp tục để ma túy đưa lối dẫn đường, xuất phát từ trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy, rồi giết hai mạng người, làm bị thương hai người khác, tất cả chỉ như ranh giới mong manh, mà trong tích tắc bị cáo đã không đủ bình tĩnh vượt qua, rồi đánh mất cơ hội sống cuối cùng. Nỗi đau sẽ vẫn còn dai dẳng đối với những người thân trong gia đình của bị cáo lẫn bị hại, và là bài học đắt giá cho bất cứ ai trong chúng ta về cách ứng xử khi gia đình xảy ra trộm cắp. Đành rằng mất của ai cũng xót xa. Tuy nhiên, với những tên côn đồ bản chất hung tợn, có vũ khí trên tay, thì chúng ta không nên quá quyết liệt để tránh những hậu quả đáng tiếc như gia đình nhà nạn nhân trong phiên tòa ngày hôm nay. Ủa, anh về rồi hả? Mệt. Biết anh mệt cho nên em có nấu đồ ăn anh thích nè. Sao anh cứ bấm điện thoại hoài vậy? Có cái gì đâu mà coi. Nhưng mà nếu của mấy người quen thôi thì đâu có gì đâu phải giấu em. Anh đi làm về mệt rồi. Đừng có làm vậy, mấy đứa đồng nghiệp trong công ty thôi mà. Dạ, mà chuyện em coi điện thoại của anh đâu có liên quan gì tới chuyện anh mệt đâu. Thôi, anh sợ em lắm rồi.
Mỗi lần em cầm điện thoại lên em coi á là em suy diễn lung tung, rồi sống rồi chết này nọ. Anh mệt lắm rồi đó. Cái mùi gì mà khác quá vậy? Dạ em đang chiên cá. Cô làm gì vậy hả? Ai vậy? Cô gái nào nữa? Sao anh cứ lười giống em hoài vậy? Hồi đó bao nhiêu lần tôi nói mình chia tay mà cô không chịu. Mỗi lần như vậy cô cứ đòi sống đòi chết. Thằng này chán lắm rồi. Anh là đồ khốn nạn! Mày dám? Mày nhìn lên mày đi, vừa già vừa xấu. Mày nghĩ sao? Mày có một đời chồng rồi, mày nghĩ sao khi thiên hạ biết tao quen mày? Mặt mũi tao để đâu hả? Anh nói vậy á, hồi trước khi quen tôi anh nói cái gì anh có nhớ không? Lúc anh tán tỉnh tôi, anh hứa hẹn đủ điều hết, nào là anh không quan trọng quá khứ của tôi, anh sẽ bù đắp cho tôi. Bây giờ anh nói vậy đó hả? Anh coi tôi là cái gì? Tao coi mày là cái gì hả? Nè, nói cho biết nè bà chị, lớn tuổi sao mày vậy mà ngu quá vậy hả? Còn tao coi mày là cái gì hả? Nghe cho kỹ nè, tao chỉ coi mày á như gái qua đường thôi, có nhu cầu thì đến, còn không á hả thì thôi, hiểu chưa? Ủa Hương, nghe ông sao mẹ không nói trong công ty luôn đi, mẹ hẹn tao ra đây làm cái gì? Có chuyện gì mày nói tao nghe cái coi. Mày buồn chuyện thằng Tùng hay là mày nhớ con mày? Nó, thằng Tùng, nó nói tao chỉ là ghé qua đường thôi. Trời ơi, cái thằng này, tao đọc được tin nhắn, nó rủ một con nhỏ nào đó đi chơi rồi mua đồ cho con nhỏ đó. Trời, này không phải là lần đầu, nhưng mà mấy lần trước á, khi mà tao nổi điên lên tao hỏi nó thì nó còn xin lỗi rồi năn nỉ tha xin tha thứ đồ này nọ, thì tao cũng bỏ qua cho nó. Tại vì tao nghĩ trên đời này không có ai cho tao được tình yêu giống như thằng Tùng hết. Nhưng mà lần này á, khi mà tao thấy tao cũng nổi điên lên như vậy rồi tao cũng hỏi nó, mà nó không những không xin lỗi, không năn nỉ giống như mấy lần trước, mà nó còn nói thẳng vô mặt tao là nó chán tao rồi, nó mệt mỏi lắm rồi, thậm chí nó còn nói tao chỉ là gái qua đường đó mày hiểu không? Trời đất ơi, sao cái thằng này nó đập mồm đập miệng dữ dằn vậy ta? Nè mày nín đi, đừng có khóc nữa. Cái số của tao hồi đó giờ ba thì cũng bỏ đi rồi thì lấy chồng khác thì tao cũng không có được sung sướng gì, tới khi có con cũng bị người ta cướp. Rồi bây giờ có người mới, nó cũng không coi mình là gì luôn. Tao nói thiệt với mày, nhiều lúc tao nghĩ không lẽ mình chết đi cho rồi. Nhưng mà cứ nghĩ lại, mình mà chết nhưng mà tụi nó rất là sung sướng thì tao không có chịu nổi. Mày đừng có suy nghĩ dại dột, vì mày cũng còn tụi tao mà. Chứ giờ tao hỏi mày, gia đình thì cũng hắc hủi, có chồng thì nó đánh đập hành hạ, có con thì cũng bị người ta cướp mất, rồi bây giờ có người mới
nó cũng coi mình không ra gì hết. Rồi tao lạc quan cái gì đây? Mày phải nghĩ cứ cái cảnh tốt, ít nhiều gì mày cũng còn con mày. Mày phải sống tốt lên, vui vẻ lên. Cái đó là cái cách trả thù tốt nhất á. Nhiều lúc tao nghĩ, không lẽ bây giờ tao mất trí, hay là tao chạy ra đường cho xe nó cán chết tao luôn cho tao rồi. Tao bậy bậy nữa rồi đó, vậy cũng nói được nữa à. Tao nói rồi, ít nhiều gì cũng còn mọi người, còn mọi bạn bè, rồi còn đủ thứ hết xung quanh mình. Mà mày cứ nói gì hoài à. Thôi được rồi, tao hiểu ý mày rồi. Cảm ơn bạn Hiền. Tại vì thấy buồn quá cho nên kêu mày ra đây chia sẻ chút xíu thôi. Giờ thì mày có công chuyện thì mày cứ về trước đi. Rồi còn mày sao? Thì mày không cần lo cho tao. Tao muốn đi bộ một mình cho khuây khỏa chút. Ủa rồi còn xe mày đâu? Xe tao hết xăng rồi. Thì lát nữa đi bộ đi ngang cây xăng á. Sẵn tao mua xăng đem về đổ luôn. Cũng được. Thôi mày cứ về trước đi. Vậy nha. Không có được nghĩ bậy bạ nữa nha không giờ. Phải lạc quan lên. Thấy không? Còn con cái, còn bạn bè đây nữa. Thôi được rồi, đừng có lo cho tao. Cảm ơn mày nhiều nha. Ừ. Nhớ hay không? Ừ. Ừ. Vậy về trước nha. Rồi, bye bye. Rồi, bye bye. Alo. Có chuyện gì vậy? Tối nay anh qua ở lại với em một đêm được không? Tôi không có rảnh. Một chút xíu thôi. Coi như tối nay mình gặp nhau để nói lời cuối cùng. Sáng mai em sẽ đi về quê, không làm phiền tới anh nữa. Khuya cũng được, em sẽ chờ anh mà. Rồi, tôi qua liền. Dạ. Tôi qua rồi nè. Anh à, anh bỏ điện thoại xuống nói chuyện với em một chút nha. Rồi, nói đi. Anh có còn thương em không? Chỉ cần anh giữ em lại thôi, thì em sẽ không đi đâu hết. Thôi, về rồi, tôi cũng mệt, đi ngủ. Còn ngày mai muốn về quê, tôi chở ra bến xe. Những lời mà anh nói là sự thật đúng không? Anh chỉ coi em như là đồ chơi. Thích thì anh tới, không thích thì thôi. Đúng không? Bây giờ cô kêu tôi qua đây để từ biệt hay là cãi lộn, không cho tôi ngủ á, tôi đi về. Thôi. Rồi, em xin lỗi anh. Anh ngủ đi,
em không nói nữa đâu. Bị cáo Phạm Thu Hương, bị cáo có ý thức được hành vi phạm tội của mình đối với anh Trần Thanh Tùng hay không? Dạ, có. Có? Có mà bị cáo lại hành động một cách nông nổi như vậy hay sao? Bị cáo do yêu đương mù quáng, cộng với bị anh Tùng miệt thị, cho nên bị cáo mới quyết định chết chung. Ban đầu thì bị cáo định là sẽ cắt bỏ bộ phận sinh dục của anh Tùng, nhưng mà sau đó thì bị cáo quyết định sẽ tẩm xăng rồi chết chung với anh Tùng. Nhưng mà sau khi thấy nóng quá, bị cáo mới lấy cái chìm chìa khóa đưa cho anh Tùng để anh Tùng mở cửa chạy đi. Sau khi gây án, bị cáo còn bị thương nặng hơn cả bị hại, mà lại không có người thân ở bên cạnh, điều kiện kinh tế thì khó khăn. Vậy dựa vào đâu bị cáo có tiền để chi trả viện phí? Bị cáo khó khăn từ nhỏ, lại có một đứa con mà không có được gặp con, cũng bị bên chồng họ cướp mất. Rồi bị cáo mới vô trong Sài Gòn lập nghiệp, gặp được anh Tùng khi mà sự việc xảy ra. Cũng có mấy anh chị trong công ty động viên, an ủi và trả tiền viện phí cho bị cáo. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét diễn biến vụ việc Phạm Thu Hương đối với anh Trần Thanh Tùng là tội cố ý giết người, tuy nhiên khi lấy lời khai, bị cáo luôn tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối lỗi trước hành vi của mình. Xét theo phương diện khách quan, trước khi ra tay, bị cáo đã bị tác động tâm lý từ bị hại, cộng thêm không được giáo dục của gia đình, đó là những chi tiết giảm nhẹ. Do đó, căn cứ điều 93 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 4 năm tù đối với Phạm Thu Hương. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bị hại anh Trần Thanh Tùng đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Anh có đồng ý với mức phán quyết mà đại diện viện kiểm sát
đưa ra hay không? Thưa hội đồng xét xử, tuy là người bị hại, nhưng nguyên nhân vụ việc là do bị hại, cho nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hương. Anh có biết hoàn cảnh của bị cáo Hương hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, biết. Vậy khi chấp nhận yêu Hương, anh có thông cảm với hoàn cảnh của Hương hay không? Thưa hội đồng xét xử, lúc trước bị cáo chấp nhận, nhưng Hương càng ngày càng gây sự vô cớ, cho nên bị cáo mệt mỏi chán nản, muốn chia tay. Bị cáo nói là anh đã có những lời lẽ lăng mạ bị cáo nên mới nảy sinh ý nghĩ giết người, có đúng như vậy không? Thưa hội đồng xét xử, bị hại đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng Hương lấy lý do đòi sống đòi chết đe dọa, cho nên bị hại mới dùng những từ ngữ không hay nhằm mục đích cho Hương chia tay mình. Chia tay thì phải nói chuyện đàng hoàng, chứ sao lại dùng nhân phẩm danh dự của người khác ra để mà miệt thị như vậy. Mời anh ngồi xuống. Mời bà Phạm Thu Huệ, mẹ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có biết mối quan hệ của Hương và Tùng hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi có biết con Hương nó quen với thằng Tùng. Con Hương nó có gọi điện, nó phe với tôi và nó hỏi ý kiến tôi, nói là thằng Tùng nhỏ hơn nó đến 4 tuổi, vì con Hương nó đã đổ vỡ một lần thì nó cũng ngại. Tôi thì thấy thằng Tùng nó thương con Hương thật lòng, cho nên tôi mới chấp nhận. Bà nghĩ sao về hành động của con gái mình và bản luận tội của vị đại diện viện kiểm sát? Kính thưa hội đồng xét xử, từ nhỏ là con Hương nó đã bị cha ruột nó hất hủi. Tôi thì đi làm ăn xa, nó phải ở với bà ngoại, nên nó rất thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Lớn lên thì nó lấy chồng, bị chồng nó đánh đập và cướp đi con đẻ của nó. Từ đó nó mới bỏ vào Nam nó làm ăn. Bản tính của nó vốn khép kín và hiền lành. Chỉ vì do nông nổi mà nó lại gây ra chuyện như vậy. Chính nó là người bị thương nhiều nhất, nên kính mong hội đồng xét xử xem xét bản án mà giảm hình phạt cho nó. Mời bà ngồi xuống. Hội đồng xét xử sẽ luôn có những bản án đúng người, đúng tội nhất. Bị cáo Phạm Thu Hương, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, bây giờ bị cáo chỉ muốn xin lỗi anh Tùng và cảm ơn anh đã chịu tha thứ cho bị cáo. Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, nhưng cũng may là anh Tùng anh còn sống, mang thương tật như vậy, bị cáo mới biết hậu quả của sự nông nổi là lớn tới như thế nào. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Thu Hương đối với bị hại Trần Thanh Tùng là cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái bị kích động mạnh, chính là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, áp dụng điều 104 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hương 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Nhìn cô gái mang đầy thương tích, da không liền sẹo, sao tôi thấy thật chạnh lòng, vì vừa thương lại vừa giận. Giận vì sự nông nổi trong hành động, để rồi dẫn đến hậu quả đau lòng. Còn thương, thương chính cuộc đời, thương chính số phận tội nghiệp của người phụ nữ, tưởng chừng như đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng hóa ra đó lại là một phần nguyên nhân tạo nên nỗi đau cả đời cho cô. Qua vụ án đau lòng ngày hôm nay,
ta lại thấy sự ấm tình của lòng nhân ái giữa người với người và sự khoan dung của pháp luật. 3 năm tù treo có thể được cho là nhẹ, nhưng tòa án lương tâm với những vết bỏng in hằn đến suốt cuộc đời thì quả thật nặng nề. Phiên tòa kết thúc thật kỳ lạ, trong tiếng hò reo của người giữ kháng và trong giọt nước mắt ăn năn cũng như biết ơn của bị cáo. Tuy không có chết chóc, không có sự bức xúc của bị hại, nhưng lại để trong lòng bao suy ngẫm về Hương. Giá như cô ấy tỉnh táo hơn, lý trí hơn để buông bỏ mối tình, suy nghĩ về Tùng, giá như anh ấy có trách nhiệm hơn cho mối quan hệ và hiểu được cảm xúc của người yêu, thì phiên tòa hôm nay đã không phải diễn ra. Chú, chú, nhà con hết nước nên... Mày nói chuyện trong họng không vậy? Rồi giờ mày muốn gì? Dạ, con tắm kén nhà bà nội, tại nhà con hết nước. Mày sao cứ la cháo hoài vậy con? Nè, nội cho con ăn bánh nè. Ngon không? Dạ, con cảm ơn nội. Ừ, ăn đi con. Đây, họ lau tóc cho. Dạ. Chú Út nói vậy thôi, chứ chú Út không có ghét thì con đâu, nghe không? Dạ. Đừng có sợ chú Út. À, nội ơi, má con thích ăn bánh quy này lắm. Chút nữa mà nội cho con mang mấy cái bánh về cho ba má con nha. Ừ, nội cho con nguyên hộp luôn ha. Không đâu cho mày. Mày nhắc tới má mày nữa đó, mày bẻ cổ mày bây giờ. Thôi mà con, dù sao thì hồi đó hai đứa bay cũng quen nhau mà. Má im đi, đừng có nói nữa. Chứ con bé nó có biết cái gì đâu mà con cứ trách nó hoài. Nội ơi, con sợ chú Út quá à. Sợ thì mày biết đi. Đi. Mày làm cái gì vậy hả trọng? Mày làm cái trò gì vậy hả? Con nó trả theo với tôi là chú nó, tôi giải được không? Nãy giờ tao đứng ở trong tao nghe hết rồi, mày sợ với tao hả? Mặt trơ thì mắt ghét, nhà của tôi muốn làm gì tôi làm. Bây giờ mày tính cãi lý với tao đúng không? Bây giờ muốn cái gì? Thôi mà, hai đứa im đi, má còn ngồi sờ sờ ở đây á, mà hai đứa còn sùm vậy đó. Hai đứa con là anh em ruột với nhau mà, sao cứ vậy hoài vậy? Bộ hai con không có thương má hả? Mày ra ngoài nói chuyện với tao. Thôi, con theo nội ra làm sao đi, nội lấy hộp bánh khác cho con nha không? Dạ. Đi con. Cái gì? Ông làm gì ông đánh tôi? Tao là anh mày, tao có quyền. Nè, ông đừng có ý lớn, ông muốn làm gì ông làm nha. Còn mày thì sao? Mấy lần mày đánh tao là sao? Nó là con nít, tao thì nhịn được. Mắc mớ gì hôm qua nó đem cá kho qua cho mày, mày la nó mày chửi nó hả? Dạ con chào chú. Đi đâu của mày? Dạ con đem nồi cá kho qua cho bà nội. Nhà của tao á không có ăn đồ thừa của má mày, mày đem về bả đi. Dạ đâu có, cái nồi này má con mới kho. Tao nói mày đem về bả đi, đem về liền. Đi không? Tao đau cái bây giờ đây nè. Biết nhìn giống con gái mẹ của nó, không ưa chút nào hết á. Ông về ông hỏi con vợ ông lại á, bả thừa biết là tôi không có ăn cá, đem qua đây làm cái gì? Ai ép mày ăn? Mày không ăn á để cho má ăn. Mắc mớ gì trước mặt nó mà mày nói tao đem đồ thừa qua cho mày? Rồi suốt ngày mày la mày chửi nó hoài vậy hả? Ông tưởng con gái con hiền lắm hả? Cái mặt nó giống con gái mẹ của nó, nhìn chơi chơi thấy mắt ghét, cứ lãng giải trước mặt tôi hoài à. À mà ông về ông coi kỹ lại đi, nó có phải là con của ông hay không, chứ tôi thấy nó có giống con cháu nhà này. Mày sao? Sao mày ăn nói lại cho đàng hoàng nghe chưa? Mày ý gì? Ý gì hả? Con Huệ vợ của ông á là cái con nhỏ lăng loàn, con nhỏ này nè chưa chắc gì là con của ông đâu. Mày nói người ta thì mày biết nghĩ lại mình. Nếu mày chỉnh sửa thái độ á thì Huệ đã không phải bỏ mày đi rồi. Nếu nó bỏ tôi á thì nó đi lấy thằng khác đi, mắc mới lấy ông làm gì, chọc tức tôi hả?
Mày uống rượu riết rồi á, mày bị điên, mày bị khùng rồi. Ông nói ai đi? Nói ai đi? Tao mày đó. Sao? Trời ơi. Thôi, cho má can đi mà. Hai đứa. Nhịn em đi con. Nhịn cái gì má coi đó kìa. Đi. Bí ra khỏi nhà tôi liền. Cha con đi Bí, đi giùm anh. Nhanh lên. Mày khỏi đuổi. Về đi con. Tiên, về con. Dạ. Về đi con, về đi ha. Đi. Đi về con. Con. Khúc. Em để đó anh dọn cho. Hai má con á xuống chuẩn bị qua nhà ngoại đi. Thôi, em dọn có chút xíu là xong mà. Thì mấy cái này anh dọn cũng được mà. Thôi đi đi, kẻo trễ bây giờ. Sao ba không đi với hai má con? Ba ở nhà, ba coi nhà, rồi ba coi đá banh luôn. Bữa giờ ở sớm mình mất trộm, ba đi không có yên tâm. Dạ. Con vô lấy cho ba ly nước đi con. Dạ. À, má ơi, hay là để con dẹp cái này luôn cho. Ừ, cảm ơn con gái. Dạ. Để dưới nha, lát ba rửa nha. Dạ. Sao vậy? Cái chuyện chú chồng á. Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh hiểu em mà. Em không có gì sai hết. Còn cái chuyện của thằng Trọng á, từ từ á rồi nó cũng sẽ quên thôi. Nhưng mà em thấy hơn chục năm rồi, em thấy không có ổn đâu. Hay là mình bán nhà, mình đi chỗ khác ở đi anh. Anh cũng tính chuyện này mấy lần rồi. Nhưng mà thương má, sợ má nhớ bé Tiên. Hay là anh đón má qua ở chung với tụi mình, rồi để cho em tiền chăm sóc bé Tiên, chăm sóc cho má luôn. Rồi chú cũng không có bắt nạt bé Tiên nữa. Thôi được rồi, để anh tính kỹ lại. Thôi bây giờ em lo vô chuẩn bị đi, đi sớm về sớm. Dạ, anh biết rồi. Thằng Trí đâu? Mày ra đây tao nói chuyện với mày. Trí, mày đâu? Cái thằng này nó lại nổi điên nữa rồi. Ra đây tao nói chuyện với mày chút xíu. Tao cho mày một bài học. Mở cửa ra cho tao. Tao muốn nói chuyện với mày. Làm cái trò gì vậy hả? Mày mở cửa ra. Thôi chịu, mày nói ai đi? Mày nói ai đi hả? Buông ra. Hai đứa buông ra. Hai đứa buông ra đi. Má buông tôi ra đi, để tôi tính chuyện với thằng này. Hai đứa mày định giết nhau chết luôn hay sao chứ? Má coi đó, nó cầm gạch qua nó phá nhà con nè. Con nó có điên không? Má thấy chưa? Nó chửi tôi đó, má thấy chưa? Chị, má lại con. Con nhường em đi con. Mày muốn gì? Con nhìn nó bao nhiêu năm rồi má. Má thấy nó có thay đổi gì không? Gần 30 tuổi rồi, ăn chơi lêu lỏng. Ai ưa nổi mày? Trời ơi. Mày muốn gì? Hai đứa con. Má lại hai đứa mà. Hai đứa mày muốn cho lối xóm cười vô mặt má đúng không? Trời ơi là trời. Thôi con, em nghe lời má về đi con. Má làm ơn má về, dẫn nó về giùm con đi. Cái thằng này nó khùng nặng lắm rồi. Mày coi chừng tao đó. Đi về đi. Thôi chị ơi, để mai rồi nói chuyện với em nha con. Em nó xỉn rồi nha con. Dẫn nó về lấy giùm con đi. Đi con mày... đi. Về, về. Mày điên quá thì vô nhà thương điên đi nha thằng kia. Buông tôi ra coi. Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Hả? Mày muốn không? Trời ơi! Mày làm cái gì? Mày làm cái gì tao? Buông ra đi! Trời! Chó ơi! Trời ơi! Con ơi đi về! Má lại con mà! Nó làm cái gì tôi? Đi! Thôi mà! Đi về! Nghe lời má về đi con! Mày sao? Tao nói là cuối rồi có đi về không? Trời ơi! Tính đâm của tao hả? Mày đâm đi! Dừng lại chị ơi! Đâm đi! Trời! Chị ơi! Đi về chưa? Trời ơi! Chồng ơi! Sao mày giết em mày vậy hả?
Trọng, Trọng. Còn cô Yên má ơi. Mở người ta, cứu người đi. Cứu người đi. Trọng ơi, Trọng. Có ai không? Cứu người đi. Bị cáo Đinh Công Trí. Bị cáo cho biết lý do vì sao bị cáo mang kéo đi đâm chết bị hại là anh Đinh Thế Trọng, chính là em trai của bị cáo. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, em trai của bị cáo gây hấn với bị cáo, chửi bới, đánh đập bị cáo. Lúc đó bị cáo uất ức vì em trai mình càng ngày càng hung hăng, hành xử như một người điên, nên bị cáo chỉ định đánh để cảnh cáo, nhưng không ngờ lại gây ra cái chết cho em trai mình. Bị cáo thật sự không cố ý. Trước đây giữa bị cáo và bị hại có hiềm khích gì với nhau hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, trước đây bị cáo và em trai bị cáo rất yêu thương nhau. Nhưng kể từ khi bị cáo lấy Huệ về làm vợ thì em trai của bị cáo thay đổi thái độ, liên tục gây hấn với bị cáo, có lần còn dùng dao đâm vào lưng bị cáo. Nhưng lúc đó là do nó say xỉn nên bị cáo cũng không trách cứ. Vì sao bị hại lại ghét chị dâu của mình như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, thực sự thì Huệ và em trai của bị cáo từng yêu nhau, nhưng do không hợp tính nên Huệ đã chia tay em trai bị cáo. Sau một thời gian bị cáo mới qua lại với Huệ. Em trai của bị cáo không chấp nhận được chuyện này, nhưng vì nghĩ bị cáo và vợ bị cáo thật sự yêu thương nhau, qua thời gian thì em trai bị cáo sẽ quên. Nhưng không ngờ. Mời vị đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Công Trí đối với bị hại Đinh Thế Trọng là giết người. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng nên sẽ phải chịu mức án theo đúng pháp luật đã quy định. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Bị hại cũng có lỗi khi đã nhiều lần gây thương tích cho bị cáo. Bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả. Căn cứ vào điều 93 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 7 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Đinh Công Trí. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Đặng Thị Nhàn, mẹ của bị hại Trọng và bị cáo Trí đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là má mà tôi không dạy được hai đứa con của mình để cho chúng nó sát hại lẫn nhau. Bây giờ chứng kiến cảnh một đứa đã chết, còn một đứa vướng vào lao lý, thật không có gì đau lòng bằng. Kính xin hội đồng xét xử xem xét mà giảm nhẹ hình phạt cho con tôi. Tôi không thể nào mất thêm một đứa con nào nữa hết. Mời bà ngồi xuống. Mời chị Nguyễn Ngọc Huệ, vợ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát hay không? Thưa hội đồng xét xử, chồng tôi anh hiền lắm. Cái chết của em chồng tôi không ai mong muốn cả.
Tôi dám chắc là chồng tôi không cố ý gây ra cái chết cho em trai của mình đâu. Vợ chồng tôi cũng muốn dọn đi chỗ khác sinh sống để tránh gặp mặt. Chưa kịp dọn đi á thì ảnh đã dướng vào tù tội rồi. Bây giờ mẹ con tôi cũng không biết sống sao nữa. Còn đây á là đơn mà của bà con lối xóm tình nguyện ký vào đây để xin giảm án cho ảnh. Nên kính xin hội đồng xét xử giảm án cho chồng tôi để chồng tôi về làm lại cuộc đời ạ. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Đinh Công Trí, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo thật sự rất hối hận. Xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, khoan hồng cho bị cáo để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Anh ơi, nhớ mẹ. Anh xin lỗi. Má, con xin lỗi má. Tất cả là tại con, là tại con. Hai má con hãy chăm sóc lẫn nhau nha. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Công Trí đối với bị hại Đinh Thế Trọng là giết người. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị hại cũng có lỗi khi đã nhiều lần gây thương tích cho bị cáo Trí. Bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục hậu quả. Áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Công Trí mức án 7 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Chỉ vì một phút nông nổi mà hai anh em ruột đã xảy ra ẩu đả, khiến một người thì chết, kẻ thì vào tù. Mức án 7 năm tù là cái giá mà Trí phải trả cho hành động nông nổi của mình trong một phút giận quá mất khôn. Thế nhưng trong quãng đời còn lại, chắc hẳn anh Trí sẽ phải sống trong cảnh lương tâm cắn rứt khi lỡ tay sát hại người em ruột của mình. Từ một người con hiếu nghĩa với mẹ già, thì nay anh trở thành một tội nhân giết người. Tôi không biết nên giận hay thương cho hành động của bị cáo khi ra tay với em trai mình, để rồi dẫn đến bao hệ lụy cho gia đình và người thân của mình. Còn người mẹ già, ở tuổi xế chiều cần có con cháu bên cạnh sớm hôm, thì nay một bên để tang con trai nhỏ, một bên chứng kiến con trai lớn lãnh án tù vì tội giết em ruột, còn nỗi đau nào cho bằng. Phiên tòa đã khép lại, nhưng nỗi đau máu mủ vẫn còn để lại trong lòng những người trong cuộc những vết thương thật sự rất khó phai nhòa. Qua lâu chưa? Qua ngay lúc tao đang con. À, tôi trả tiền cho anh. Có 3 triệu rồi. 3 triệu này mày xin của con Ngọc đúng không? Tiền là của tôi làm ra, xin gì của con Ngọc. Mày làm ra. Mày đừng có qua mặt tao nghe chưa? Có người thấy mày nói chuyện với con Ngọc,
Mày có ý gì với nó? Ý gì là ý gì? Tôi vô tình gặp cô Ngọc ngoài đường, tôi hỏi thăm vết thương của nó thôi. Mày đừng có nghĩ mày cứu nó một lần là mày định lợi dụng nó nha mày. Nè, tôi với cô Ngọc là bạn học cũ, gặp nhau rồi nói chuyện, tôi chưa hề lợi dụng cô Ngọc cái gì hết á. Nhưng mà tao cắn, cái thứ tù tội như mày á không xứng để đứng gần con Ngọc nhà tao, hiểu chưa? Anh cái gì? Tao nói không đúng hả? Mày từng bóc bao nhiêu cũng lật rồi, tao nói có sai không? Nếu mà mày còn nghĩ cho bà già của mày á, tao cấm mày tới gần con Ngọc, hiểu chưa? Ủa Cường mới tới. Cường, tôi cũng không thèm đếm xỉa gì tới anh em nhà mấy người đâu. Mày mới đâu về? Em qua nhà anh Thắm một chút xíu. Mà anh nói gì với anh Cường mà nói trào quậu cái mặt vậy? Mày bớt để ý tới nó đi. Nó là bạn của em ảnh hai. Bạn gì thứ đó? Anh này kỳ thiệt luôn á. Tao cắm á. Mà nếu nó lại gây khó dễ cho con nữa hả con? Chịu thôi má ơi, mình thiếu nợ người ta mà. Ồ, má uống thuốc chưa? Má uống rồi con. Cũng tại má, má mượn nợ bây giờ con phải gánh chịu. Má, má đừng có nói vậy mà. Má thương con trai của má một lần tụ tội mà phải cả đời mang tay mang tiếng. Thôi kệ đi má ơi, miệng đời biết sao giờ. Nhưng mà dù sao á, mình cũng mang ơn bên nhà đó. Lúc còn ở tù á, đâu có ai lo cho má đâu. Bên nhà đó cho mình mượn tiền để kịp thời chữa bệnh cho má. Ừ. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Sở dĩ thằng Hiếu á mà nó gây khó dễ con á thì cũng có nguyên cớ của nó. Chứ má nhớ hồi đó đó, nó đối xử hai má con mình cũng bình thường mà. Dạ. Nếu lúc đó đó mà con không có tố cáo em trai của thằng Hiếu, nó bỏ ma túy vô xe của con á mà để cho nó bị tù tội, thì giờ thằng Hiếu á, nó đâu có thù hận con như vậy. Nếu mà lúc đó con không tố cáo nó đó, thì cái người tù tội là con. Em trai thằng Hiếu á, nó phạm pháp, con không có sai, con hoàn toàn đúng. Dạ, con hiểu rồi. Má, má yên tâm đi, má đừng có lo gì hết á, lo chữa trị đi. Bây giờ á, mọi chuyện để con sẽ gắng làm trả nợ. Má lo dưỡng bệnh nghe má. Con ráng cố gắng làm người tốt nha con. Má luôn ủng hộ con. Dạ. Ngọc đâu rồi? Ngọc. Dạ. Ra đây biểu ơi. Có gì không anh hai? Mày qua nhà Cường, kêu nó qua đây cho tao. Kêu ông qua làm gì? Cái thằng tù tội, nói chứ không ai hết. Mà chuyện gì? Cái máy bơm trong giường mất rồi. Sao mất? Mà liên quan gì đó ông Cường? Nói gì không ai nữa. Nó làm sao chứ? Tự nhiên cứ nói người ta lấy là sao? Nó lấy chứ không ai đó. Cái thằng tù tội, nghèo kiếm sát trong xóm này á, ngoài nó ra không ai dám lấy đồ của tao hết á. Anh có thấy người ta lấy không mà anh nói gì vậy? Thứ tù tội thả càng chi để phá làm phá sớm. Anh cứ kỳ thị người ta hoài như vậy à? Sao mày cứ binh nó hoài vậy hả? Em có binh gì nó đâu, nhưng mà anh cứ nghĩ coi, anh cứ kỳ thị nó như vậy á, rồi anh ba đó vài bữa anh cũng ra tù, rồi người ta kỳ thị như vậy á, rồi anh nghĩ làm sao? Nhắc cái chuyện đó tao tức điên lên hả? Bây giờ tao đi kiếm nó, tao lấy lại mấy bơm.
Hôm nay á, ta phải chỉ tội thằng tu tội đó. Anh Hải! Nhanh lên! Không! Anh Hải à! Sao mày cứ bên ở ngoài vậy? Nhanh lên! Sao có máy bận hoài vậy nè? Trời, cũng bận nữa. Dạ, dạ, vậy khi nào có thiếu người thì chị gọi lại cho em nha chị. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Dạ chị ơi, bên chị tuyển người phải không chị? Dạ. Còn ca 12 giờ đêm hả chị? Dạ dạ, em làm được chị. Vậy ngày mai em nhận việc luôn được không chị? Dạ dạ dạ, cảm ơn chị. Anh, sớm không anh? Lấy giá rẻ cho anh. Ê kìa, trả mấy bồ lại cho tao mày. Mượn hồi nào mà trả? Không phải mày mượn mà là mày ăn cắp. Ê, ăn bậy được đừng nói bậy nha. Ăn cắp cái gì? Ai cắp mấy bồ của ông? Mày là thằng vào tù ra khám. Cái gì mà mày không dám làm? Nè, ông nói tôi ăn cắp mấy bồ của ông. Bằng chứng đâu? Ai vào tù ra khám á cũng đi ăn cắp mấy bồ hả? Đừng có dí chó đường cùng. Tôi không nhịn anh đâu. Mày nói ai dí chó chứ? Mày là thằng giết chó chứ nghe chưa? Chính mày đã làm em tao, bây giờ còn ở trong tù. Ủa, tôi làm cái gì? Em ở trong tù. Nó bán ma túy, chịu tố cáo thôi. Ê, trước đó mày bán ma túy, có ai tố cáo mày không? Nhưng mà tôi đã bỏ rồi. Nó bỏ ma túy vô xe tôi, chịu tố cáo. Tôi không muốn đi tù giống như nó. Mày, bây giờ không nói nhiều, trả mấy bô lại cho tao. Không có lấy thì không trả. Giờ đó mày trả không? Không có lấy thì lấy gì trả? Anh tao hả? Chó! Mày! Mày! Ây da! Mày! 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 Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Rồi! Sao không em? Sao không em? Sao mày đâm nó? Hiểu! Giết! Nó! Cái gì? Giết tao! Cái gì? Giết! À! Giết tao! Mày! Mày làm tao! Tụi mày giết tao! Hiểu! Bị cáo cho biết tại sao bị cáo lại dùng dao đâm bị hại Hồ Văn Hiếu, khiến cho bị hại chết trên đường đi cấp cứu. Dạ thưa hội đồng xét xử, do bị cáo bị anh Hiếu vu oan là ăn cắp máy bơm, lúc đó anh Hiếu còn đánh bị cáo. Bị cáo hoảng loạn quá, cứ nghĩ là anh Hiếu sẽ giết bị cáo, nên bị cáo mới dùng tay đâm anh Hiếu, chứ bị cáo không có cố tình. Tự vệ vì sợ anh Hiếu đánh chết, nhưng bị hại Phạm Hoàng Bảo không hề đánh bị cáo. Tại sao bị cáo lại chém bị hại Bảo? Dạ thưa hội đồng xét xử, do anh Bảo là bạn của anh Hiếu, lúc đó anh Bảo đến, anh Hiếu nói giết nó. Bị cáo trong phút hoảng loạn cứ nghĩ là anh Bảo sẽ giết bị cáo, nên bị cáo mới đâm anh Bảo thôi, chứ bị cáo không có cố tình. Tại sao bị hại Hiếu lại vu cho bị cáo lấy bơm nước nhà bị hại? Dạ thưa hội đồng xét xử, anh Hiếu rất là ghét bị cáo, do bị cáo
đã tố cáo em của anh Hiếu bỏ ma túy vào trong xe máy của mình, dẫn đến em của anh Hiếu phải đi tù. Nên lúc nào anh Hiếu cũng tìm cách chửi mắng, lăng nhục. Nhưng vì món nợ của bị cáo với anh Hiếu nên bị cáo luôn nhẫn nhịn. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ vụ án và diễn biến phiên tòa hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Đỗ Hùng Cường đối với bị hại Hồ Văn Hiếu và Phạm Hoàng Bảo là giết người và cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Bị cáo đã đâm 2 nhát, một ở cổ, một ở ngực, khiến cho bị hại Hiếu tử vong. Sau đó còn đâm bị hại Bảo bị tổn thương sức khỏe 25%. Tuy nhiên, bị cáo giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động và thành khẩn khai báo. Đó là tình tiết để xem xét giảm nhẹ. Vì vậy, căn cứ vào điều 123, 124 Bộ Luật Hình Sự, tổng hợp hình phạt của cả hai tội giết người và cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Đỗ Hùng Cường tù chung thân. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bị hại anh Phạm Hoàng Bảo đứng lên trả lời câu hỏi đồng xét xử. Anh cho biết anh và bị hại Hiếu có bàn bạc với nhau về việc tấn công bị cáo Cường hay không? Dạ thưa không, hội đồng xét xử. Vậy anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi biết thằng Cường đã từng đi tù, nhưng từ ngày nó ra tù, nó cũng chí thú làm ăn. Sự việc ngày hôm đó, một phần là do thằng Hiếu gây hấn mà ra. Tôi cũng mong hội đồng xét xử xét giảm nhẹ án cho thằng Cường. Riêng về phần bồi thường thì bên gia đình của thằng Cường cũng đã trả lại cho tôi 45 triệu tiền viện phí. Tôi cũng không có yêu cầu thêm cái gì nữa. Mời anh ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại Hiếu, chị Hồ Kim Ngọc đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, cái chết của anh trai tôi á là một mất mát lớn với gia đình tôi. Nhưng mà một phần lỗi cũng là do anh trai tôi mà ra. Chuyện là anh trai tôi dựng chuyện lên để mà vu khống cho Cường ăn cắp cái máy bơm là do anh trai tôi bị đặt thôi. Chứ thật sự là gia đình tôi không có mất cái máy bơm nào cả. Tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều, có nên nói ra sự việc này hay không. Nhưng mà tôi nghĩ, tại vì nó cũng ảnh hưởng tới anh tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì cũng nên biết sự thật. Chính vì điều đó thì tôi mới nói ra việc này. Còn về bản án thì tôi tin là hội đồng xét xử sự đúng luật khi tôi nói ra sự thật như vậy. Mời chị ngồi xuống. Mời người nhà bị cáo bà Hà Tú Trinh đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Cường hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, chuyện xảy ra cũng chẳng ai muốn cả. Thằng Cường nhà tôi nó từng đi tù, nhưng mà lần này nó cố gắng hoàn lương, nó cố gắng đi làm để phụ tôi trả nợ. Tôi biết còn rất nhiều người kỳ thị về cái án tù của nó, nhưng mà nó nghe lời tôi khuyên rằng ráng cố gắng nhẫn nhục để mà yên ổn sống. Nhưng mà lần này nó ở tù chung thân, tương lai của nó bị nhốt trong ngục tù. Tôi
dù là mẹ tôi nhịn khô mình, tôi xót xa lắm, nhưng mà tôi không biết làm sao để cứu con mình. Tôi xin hội đồng xét xử thương tình giảm án nhẹ cho cháu, để nó sớm trở về với cuộc sống đời thường. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Đỗ Hùng Cường, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo gửi lời đến, gửi lời xin lỗi đến bị hại, gia đình bị hại. Anh Bảo xin tha lỗi cho bị cáo. Má ơi, con xin lỗi má. Con đã không giữ lời hứa đâu với má. Là con sẽ làm ăn lương thiện. Con không kiềm chế được một phút nông nổi, con gây hậu quả như vậy. Con xin lỗi má nhiều lắm. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đỗ Hùng Cường là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, đã xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe của người khác, gây rối làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục bị cáo. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã rất ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Đặc biệt, phía bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đó là các tình tiết để xem xét giảm nhẹ mức hình phạt. Cho nên áp dụng điều 123, 134 Bộ Luật Hình Sự, sau khi tổng hợp hình phạt, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Hùng Cường 20 năm tù giam về tội giết người và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nức thương đau là ban oán tháng năm dài âm tối. Cố đạp bỏ mọi định kiến của xã hội, Cường quyết tâm làm lại cuộc đời từ quá khứ tù tội. Thế nhưng Cường lại rơi vào thảm kịch của người đời dành cho người từng có tiền án, để rồi dẫn đến hậu quả là một mạng người nằm xuống, còn một người vô cớ phải mang thương tật. Bao nhiêu cố gắng bỗng chốc tan biến. Thêm một lần Cường lại sống trong cảnh lao tù, dẫu biết rằng con đường trở về của anh còn xa lắm. Nhưng tôi vẫn hy vọng Cường vẫn giữ cho mình một niềm tin hướng thiện, để sớm quay trở về, tiếp tục thực hiện lời hứa gian dở với người mẹ già. Đằng sau bản án, mỗi người là một số phận với các mức án khác nhau. Với họ, nẻo về lại cuộc đời cũng có bằng phẳng, nhưng cũng lắm gập ghềnh, ẩn chứa nhiều khó khăn trắc trở. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cố gắng trân trọng sự tự do, tôn trọng luật pháp và các giá trị con người trong cuộc sống này, để không phải mang cho mình những niềm đau, nỗi ân hận muộn màng phía sau song sắt.